Mình xin chào cô chú và tất cả các bạn. Chú Út cũng đang mò mò làm gì cả nhà ơi. À, làm gì chú Út? Chào cả nhà, Chào chúng mình bạn ha. cho mình kêu đâm chấm muối à, không biết làm gì đây. Ở nhiêu đủ cho chú Út? Thêm nói gì? Chưa phan. Rồi thêm miếng đi. Thôi, được chưa? rồi, chưa. Chưa nữa hả? Để coi ơi, Coi vừa cho nghe. Thêm nữa hả? Ừ. Cũng nhiều lắm đó nha chú. Vừa thôi, chú thêm nữa ơi, đi. cay quá ăn thêm nổi đâu. Nữa hả? Ừ. Chưa cay nữa hả chú? Chưa. Nhỏ ăn không được đó. Cay quá chắc con nghỉ ăn luôn á. Nữa không chú? Dạ trái nữa thôi. Thôi hết luôn đi anh Trung ơi. Ơi. Hết luôn đi. Chết luôn. Hết luôn đi anh Trung ơi. Thôi lỡ làm hết luôn đi. Hả luôn đi anh Trung ơi, để hả luôn đi. Nó còn có mấy chục trái nữa. Ừ. Rồi. Rồi luôn. Rồi cái này chắc tao ăn hết được luôn. Thôi à. Tao thấy ớt không, không thấy muối luôn à. Trung ơi. Có món gì đâu mà ớt không? Ừ. Món gì đây? Cả chén luôn rồi. Cũng ăn hết được luôn rồi. Bây giờ qua nhà mình nghe cái nha. Đây chén ớt đâm xong rồi. Cho con coi lại cây chốt. Đây mình ớt ớt hẹ mặn nè. À. Hẹ mặn. Giờ chốt với anh Trung cũng qua tới nhà mình cả ngày. Nè cho mình kêu qua đây đâm muối ớt làm gì vậy cho mình? Sáng còn có mua mấy chục ký lương nè chú. Trời ơi, cho muối ớt cái gì vậy? Dạ. Cho muối ớt cái gì vậy? Lương có. Muối ớt cái gì vậy? Lương con đem đi thả nuôi chứ đâu chấm ớt chú. Trời ơi, tưởng đâu nó hiểu được hiểu nhầm nha. Để chén muối chứ đâu đó đi chú ơi, chút rồi. Xíu nữa rồi chú con biết cho chén muối ớt mặn gì à. Lương không à, có món nói gì chấm muối ớt đây. Này nhờ chú Út với anh Trung qua thả tiếp mười mấy thùng lương giống cả nhà ơi. Bữa nay mình không có đi săn bắt được tại đi gom lương giống về đặng thả vô bãi vô nuôi nè. Rồi xếp nha. Dạ. Cái đó không có qua chú Út rồi. Hai thùng nữa không chú? Nhẹ mà, có 3 kg à. Giờ mình đi. Trang sao mình thả trống đó nha. Bên kia mẹ mình với em mình đang alo chào tất cả các anh chị. Đang ra chuẩn bị xương rồng nè. Đang mình bán Tết á. Mình vô chậu á. Dạ. Khoan để con sắp xếp tại cái này nó lỡ rồi. Con coi con định định hạo coi một thùng nó cỡ bao nhiêu đây, cái bọn kia nó thiếu có 10 kg nữa. Ba thùng này được 10 kg không chung? Đây đây đây. Ba thùng này hả? Được không? Không được. Ba thùng này chắc không được. 10 kg cỡ 7 kg à. Gì 4 thùng hả? Ờ cỡ 4 thùng đây là 4 thùng. Rồi. Vậy có... cho 4 thùng vô bồn đó luôn đi chốt. Bồn mà bồn đó ha. Ừ, bồn đó đó. Ờ bồn đó đó chốt này nha. Ừ. Anh Trung 2 thùng chốt, 2 thùng ấy. Mình đi cầu nè, mình này mình qua nè. Bio đi theo á. Ra coi nhỏ. Ôi trời khó xếp nha. Kêu chốt làm chén muối ớt, ông tưởng đâu đem qua đây làm lương chấm muối ớt hay gì. Không hết hồn hết. Chú không có biết đâu. Chú trồng chén muối ớt. Ờ cái gì. Rồi đó đó đó, đó đi chú Út cho anh Trung đi qua bển đi, thả chỗ nào cũng được. Thả lên giống này. Có luôn ha. Dạ. Để nằm thì chú cứ thả tự nhiên vô nghĩa. Hai thùng. Đó luôn đi chú, không sao đâu. Thấp xuống chốt, thấp 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 xuống. Dạ, rồi. Cho nó nhẹ ăn lương để thả cao quá cái nó rớt xuống nó nhột vô cây loạn xạ chứ nó chưa có quen. Rồi tiếp tục cái chổng rinh ra mình đi vô chốt.
thùng nữa chú. Hả? Ba thùng nữa hả? Xếp vào luôn chú. Vào đây luôn nha. Dạ. Bỏ đó đi. 3 thùng hả? Hết rồi. Hả? 3 thùng này để bao hết. 3 thùng này hết rồi. Bỏ đây luôn hả? Khoan khoan một tí. Khoan. Màu lớn nha, màu ăn trống lớn nha. Hết cả nhà. À, lươn đẹp quá. Đều ghê anh Trung. Lươn này mình đã ngâm nước muối sáng giờ luôn cả nhà. Rồi xong. Lươn đẹp quá các bạn. Từ xanh luôn. Hết đi. Bóng lưỡng ha, bông dờn luôn này. À, giống bánh lọt ghê. Này mình thả lưng xẹt nha, màu ăn trống lớn. Chén muối ớt mình đâu chú? Chén muối ớt hả? Dạ giờ chú Út lấy chén muối ớt đi, con sẽ biết cho chén muối ớt để mặn cái gì liền chú Út. À giờ lương thả hết rồi, hết con lương để chấm muối ớt rồi. Giờ ba chú cháu dẹp ba thùng rồi xong rồi xử lý cái chén muối ớt mới được. Ờ lương mới thả rồi lương chấm muối ớt. Có cày có vô gì không ta? Bà của mình đang xà phần mai chờ tết ở chỗ bông quá, có vô bông bự chỗ nào. Ôi trời ơi, đó thì mình phải ra là chắc muối ớt nữa, phải ăn mặn rồi nằm biết luôn. Cái mặn cá nhiều lắm, nó mãi trẻ đi cây ông chú Năm, cây mặn của chú Năm ơi các bạn. Chú Út chặt chém muối ớt nha. Sớm giờ nói sớm giờ chú Út với ông Trung sắp tiếp con lươn ra giờ con đãi chú Út món mặn chấm muối ớt ăn tại góc mặn luôn, dốc luôn nha. Đó, cái mặn mình đó. Không biết trái nhiều hay không đây. Bao ông luôn đó, bao bụng luôn đó. Ăn chừng nào no luôn. Ngoài kia xương rồng của em bên trong. Dữ lắm rồi các bạn ơi, dữ lắm rồi. Cái này mẹ mình hái biếu ở sớm cũng hết mớ rồi đó. Dữ mà còn trái gì ơi, nè. Thứ gì mà chịu nổi. À, mà cả nhà ăn mặn à. Trên cây mình hái mình ăn vậy luôn à. Ôi trời. Mời bạn ha. Ăn không biết sao đây. Để chú con ăn thử trước đi mình ăn thử nhà. Sao. Mặn này tự nhiên luôn nha cả nhà, không có xịt, không có gì hết luôn. Tại ba mình để trồng để dành ăn á, không có xịt thuốc được gì á. Sao chú? Cay hả chú? Cay gì hả? Mới ngon. Sao anh chú? Phải nổi rồi. Ăn vô cho bỡ đỡ cả. À, con làm trái rồi con nhìn con chịu hết nổi chú ơi. Rồi rồi bẻ đi. Út bẻ con hả? Con bẻ. Đây con bẻ dưới đây nè, đây con lựa trái nào nó chín cái màu ngon mới được. Ôi ôi bẻ nguyên cái đùm ăn luôn hả chú? Rồi rụng trái rồi. Rồi hai trái. Vô mặn vô năm không? Ba trái. Không được rồi chú Út, bẻ một tay nó rụng. Rồi rụng hết luôn. Ha. Thôi ôi. Nhà thấy không? Con tay một khó làm ăn quá. Đây, chấm vô. Chấm ăn thử rồi đã lắm. Rồi. Chắc tới sáng còn cay quá. Quá ngon. Sớm giờ hết chứ chả mặn đâu còn cay. Ừ. Chú Út chèo lên cay luôn rồi. Chèo như cô tôm ngộ không ta hái hái đào. Còn này chú Út hái mặn rồi. Cái này chú Út tuổi thân nha, cũng con khỉ. Chèo bà để mặn rồi. Khỉ chèo cái mặn hả? Ừ, khỉ chèo cái mặn. Con tuổi con chó là dương tẩy. Mặn này ngon chung. Nào, đổi à.
Có trái nào bị chim nó quẹt quẹt hơi hơi đó chút ăn đi, ngon lắm, ngọt lắm. Ông bẻ trái này nè các bạn. Quá ngon luôn rồi. Trái bự luôn. Không có trái muối nó thiếu thiếu gì hết. Ừ, phải không? Nè Minh ơi. Ừ? Nè. Cảnh con chim ăn. Nè. Vậy sao ăn nó hết trơn rồi. Bỏ đi. Bán đùm xuống đây chốt ơi. Đùm ăn. Ừ. Kiếm chén muối ớt, không có chén muối ớt ăn không ngon. Trời. Nè. Ừ, đúng rồi đó. Đây con cầm. Rồi lươn giống bữa nay mình thả là 150. Đây đồng mặn nha các bạn. 150.000 ký, mẫu 40 con đến 50 con ký. Đó, à, trái. Thôi rồi bên đây còn trái nhiều ghê luôn chú. Quá trái. Vậy cho mấy trái trên chứ nó không ngon mà mấy trái sát gốc có chút nó không có đủ nước. Ở trên để ý không, cái trái nó cái màu nó tái hơn. Chốt để ý không? Trên này. Thôi rồi. Đó. Rồi ăn. Đây là cái mã của bà nội mình. Vệ sinh ăn Tết á nha, sạch sẽ hết trơn không? Cài rất sạch sẽ, có bông. Bà mắc 83 tuổi hả ông mình? Ừ. Còn quá ngại. 93 tuổi, Tết này nó 94 tuổi. Vậy là mắt cũng 11 năm hết đúng không? À, nước cũng nhiều ha mà ngọt ha. Ê, nước cũng nhiều mà ngọt ha. Cay không chốt? Vậy sao cay mới ngon? Đúng rồi, ăn phải cay lã mồ hôi ha. Lã mồ hôi chán. Mình cũng chịu hết nổi cả nha. Ở nhà. Ờ. Đi ăn à. Chiều nay chắc nghỉ ăn cơm luôn các bạn ơi, no các bạn ơi. Có nào cắn vô con dòi luôn không chốt? Dễ gì, mặn này đâu có dòi đâu. Mặn này là ba bảo đảm, có. Bao luôn phải không? Bao luôn. Bao rồi. Không có hột luôn nha. Mặn này giống này ta gọi là mặn ăn phước. Ba của mình trồng lâu lắm. Cái gò này xây năm 2005 và bây giờ 2021 là 16 năm là cái mặn này nó cũng cỡ 15 năm á. Vậy là cái mặn này 15 tuổi. Ừ, 15 tuổi. Tuổi cao rồi. Mời cả nhà nha. Từ giờ chúng mình lừ mà ăn cái mặn đỏ, ăn cái mặn từ giờ thấy ra mồ hôi. Trước mồ hôi hả chú? Trước mồ hôi luôn. Lừ. Hai xương gồng của em của mình chậm à. Đủ loại hết trơn. Đây là cây sứ, cây hoa sứ nhà nàng. Hoa sứ nhà nàng. Cái bông đó. Mùi hương đó. Có cái bài hát là đêm đêm người mùi hương hoa sứ nhà nàng là nó trổ ban đêm không anh Trung? Thấy ban ngày nó cũng trổ luôn bây giờ. Thường thường dắt phi á. À bông đó đó. Này cái. Không. Thôi giờ mấy chú cháu mình làm vài trái nó chắc đi vô quá. Cái màu đỏ là màu đỏ sẫm gì là ngọt dạ, ngọt nhiều phải không? Màu đỏ sẫm ngọt nhiều nè, ngọt còn hơn trái mặn này à. Còn mà con khoái ăn trái mặn đó hơn trái mặn cho chốt cầm khoái ăn trái mặn này nó đặc ruột hơn. Con thưởng thức đây mà nó nha. Nó có vị chát chát ăn nó có ngon vị chát. Ừ, ăn ngon ngọt rồi út chiều ngọt đi. Vậy là thích ăn chè hay dốt? Chè chè đủ gì cũng thích. Quá cay chút ơi. Sao anh Trung? Chén ớt mà cỡ này các bạn ơi, thứ gì vô nổi. Ngon quá. Đã. Quá nè. Cay còn tới tim luôn. Đậm dính ớt vô luôn à. Ngon quá. Cỡ màu hồi đó. Không xong rồi. Thôi rồi. Cay cả nhà ơi. Ăn mặn không khỏi chấm. Cay là muốn sức cái hàm gan ra luôn á. Này tại chú Út cái gì? Dạ. Tại chú Út cái gì? Cay á. Con không biết nữa.
chứ này... tại anh chung quá, anh bỏ nhiều bỏ quá nhiều hoài đâm của... đã bỏ ra nó hỏi nhiêu giờ chưa. Thêm chút nữa đi, thêm chút nữa đi. Ngon quá, lúc rồi được hết giờ luôn. Ok, hết dám chấm luôn rồi các bạn. Nó nồng mà mặn nó ngọt, nước nhiều dữ lắm luôn. Nước nhiều, nước nhiều là ngon nha các bạn, phải không chú? Nước nhiều là ngon mà ngọt. Ừ, cái gì cũng vậy, nước nhiều là ngon à, không có nước là thua luôn á. Bất cứ gì cũng vậy, bất cứ gì nước nhiều là ngon hơn. Không cháy nữa, chứ thật sự quá cay rồi. Mà cay nữa, ăn mặn chấm ớt là phải cay như vậy mới ngon. Đỏ lử luôn rồi đó. Đổ mồ hôi. Chú ăn giờ không chặt ha. Hả? Chú ăn từ giờ không chặt. Các bạn mà bị cảm đó, ăn ăn phải đâm chân mú chim mú ớt gì ăn vô là hết cảm luôn á. Sức mồ hôi luôn á. Đã. Nói chung không sặc cái nào luôn ha. Em ra nước mũi luôn á. Ăn cay là siêu lắm lắm mà còn muốn chết luôn. Đã mồ hôi luôn. Cái gì chảy nước mắt chú Út? Chảy nước mắt. Chú Út vô đó các bạn. Chú nghe chú Út làm chú Út hổm đỏ mặt luôn. Ông bị cũng bị cảm đó rồi. Lần đầu mình ăn mà mặn mà chấm muối ớt mà nó cay tới mức độ này á. Nó thường thường ăn đâu có đến nổi gì đâu. Nhưng mà không ăn ngon, đã. Rồi chấm muối. Ăn gì nó mới đúng đã. Chấm muối à cả nhà. Trên cây mình hái xuống liền. Chấm muối ớt ăn thấy hết sảy. Thấy ớt không không thấy muối nha. À. Bà chú cháu chia hết nè. Minh. Dạ. Bà chú cháu chia hết năm trái nó nghỉ. Ra nước mắt rồi, thử thách lần này chắc thua chú Út rồi. Trời ơi, chú Út cái này chiến thắng các bạn ơi. Chú Út vô nè, nhìn cây mặn à, còn trái rất là nhiều à, trái dữ luôn á. Thôi con thua nghe chú Út, chịu thua. Tụi em thua, con thua. Con đầu hàng chú ơi. Đầu hàng luôn ha. Chiến này là đầu hàng chú Út rồi, chú Út bữa nay quá hay. Hay như chú Út ông chấm có chút xíu à. Trời ơi. Nè. Nè cả nhà. Lên cục luôn chú Út. Cho mình nó chấm có chút xíu. Mà dính nó vô luôn à. Ờ đó. Rồi sao chú? Đã quá. Rồi, rồi đỏ đỏ. Vô. Đỏ đỏ cái mỏi. Chú Út cái nè. Chú Út sức mồ hôi à. Này chém quá rồi. À. Nào chú. Đừng nói chuyện nhiều. Nói chuyện nhiều mà chung chảy mồ hôi luôn kìa. Mà ngon. Ngon mà cay quá các bạn ơi. Ăn chắc không hết nè, trái nữa quá. Không hết luôn. Thôi, giờ nói chung hôm nay không đi săn bắt được. Mấy bác cháu làm video. Cả nhà xem cũng ủng hộ ba bác cháu mình nha. Hôm nay mình mắc bạn đi gom lương giống về đặng mình thả vô bể nuôi á. Tại đặng mình ăn Tết, để thôi Tết bà con mình đâu có đánh bắt đâu mà mình không có gom lương gì được. Thôi quay nghỉ Tết rồi. Hôm nay 21 rồi. Rồi chào cả nhà luôn chung ơi. Mình chào cả nhà luôn nha. Hẹn nhà. Chào cả nhà, hẹn video sau. Nói chuyện muốn hết được luôn rồi. Quá cay rồi. Có sao vô. Về các bạn.